chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV nha. Rồi sau 2-3 ngày nay mưa sóc mặt các bạn, thì bữa nay trời cũng trời quang mây tạnh, bữa nay 16 tây thì cũng ra quân cái con xe cuốc 92 đây các bạn. Thì hôm rồi tính ra quân mùng 9 nhưng mà ra không kịp các bạn, thì tới bữa nay 16 mới ra ha. Thì con xe này thì mình cũng đã có quay cũng 2-3 cái video vừa, các bạn cũng biết rồi ha. Thì, đang cẩu dĩ chuẩn bị xuống chạc nha các bạn. Thì con xe này là lấy về đến thời điểm này là 1,5 tháng mới được đi làm đó các bạn, hơi chậm ha, do cái khâu chuẩn bị này kia nó cũng hơi vướng vấp. Thứ nhất là cũng như là về tính đi chặt cũ, nhưng mà về thì đi quần kiếm chặt cũ nó không ra đấy, rồi chờ thời gian đóng chặt mới, rồi hổm rài lu bu ngày giờ đồ này kia nữa, thành ra là nó mới kéo cái thời gian ra dài như vậy. Đây, để mình tính thử cái xe này cho các bạn ha. Thì con xe này thì là 245 triệu trên bãi. Thì đem về sửa sang này kia nọ, nhớt nhau rồi vô, mình tính cho nó là 260 đi, 260 cái lộng 560 bãi. Trên bãi là 545, về cho nhớt nhau này kia 15 triệu nữa, 560 dĩ đó là 17 triệu một bộ. Thì dĩ đó là ngang 7 tấc, dài 3m4, dĩ 1/4, thì về gia công sắt thép này kia vô nữa thì mình cho nó 20 triệu nữa. Đấy, rồi cái chẹt các bạn, cái chẹt này là 227 triệu, tính chi phí lặt vặt đi lên xuống tính cho như là 230 triệu ha. Cái máy ủi 15 triệu. Đấy, lòng vòng là ra là khoảng 825 triệu. Đúng không em? 825 triệu thì có thể là đó là còn chi phí, có thể là chưa đến, nó có thể hơn nữa nha các bạn, nó chỉ tính phỏng thôi. Thì bỏ ra chắc là cũng, mình nghe nói là xe nửa hổm nó dọn vô đâu cũng cả 20 triệu á, chứ không phải là ít đâu nha các bạn, tại mình tính phỏng nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì lòng vòng chắc có khả năng là xe này nó ra tầm 850 triệu, tại nó còn chi phí phụ phí này kia mình tính cho 25 triệu đi. Thì phụ phí như là đi đứng đồ nè, trên Sài Gòn đi đứng đồ này kia nữa là nó hết cả chục triệu nữa các bạn. Đấy, ở chảnh cả tuần lễ để mà nó chờ lấy cái xe này nữa. Đấy, thì này là tài xế làm cũng tay nghề cũng trên 10 năm á, đi làm tài xế cũng 10 năm. Về vợ chồng cũng gom vốn ra quất được chiếc xe này, bỏ ra 850 triệu để đi làm bạn. Nha.
gì cũng mới hết trơn, nương nương không dám làm mặt. Đây mời các bạn xem xe tiến trạng nha. Chiếc Sumi SH75 A3 các bạn.
hàng hai cây sắp xui sắp 14 12 cũng được hàng hai cây sắp xui đó đừng mà để cho nó đừng có kéo dĩ đừng cho chạy nhạc mà không tiêu hàng quá dở. Pin là vì cái lý do là cầu thấp nha các bạn, ở miền Tây là cầu dữ lắm cầu nên nhiều anh em xem mà cứ nói sao mà ở miền Tây cứ tháo cabin đấy qua cầu thấp đó, rồi dây điện nữa các bạn rất là khó di chuyển. Tôi thấy là lên cầm xuống cầm liên tục luôn, dây điện luôn kia dữ lắm. Đây nha anh em, đây là một điển hình một cái cầu khỉ rất là thấp, nó ngang mặt nước luôn. Đấy, giờ là phải dở lên cái xe nó mới qua được. Còn dở lên mới được các bạn. Vô chẹt rồi nhận đất rồi nó mới qua các bạn. Các bạn hay xem mấy cái kênh cũ của mình trước đó, mình cũng thường quay cái cảnh đó dữ lắm. Rồi lại tới bánh lên này nha anh em. Đấy, lên đây rồi chạy vòng đường ruộng về bên kia. Đấy, ruộng là nước linh láng luôn các bạn ơi. Đây là lúa là còn khoảng 80% chưa thu hoạch đó các bạn. Bây giờ là nước linh láng luôn.
lên nha các bạn ạ. Do mưa nước quá nước rồi bây giờ là phải chạy chảnh đắp bờ bao cho bà con người ta thu hoạch lúa nha các bạn. Nha các bạn, nước lên láng đó nha các bạn. Bò ra lúc ở ngoài kia luôn á, lúc hi hi ở ngoài á đặng mà đắp cái bò bao mà đó đặng bơm nước các bạn. Chắc là chạy đè lúa rồi. Như là chắc mấy ổng có cắt đường cho xe chạy hay sao á. Đây, mình sẽ leo lên với dàn xe ra nha các bạn, chứ cái đường nước không là quá xa mình lội không nổi nha các bạn.
hơn là máy cắt nó còn hớt được. Còn ngoài này là không bơm ra là không cắt được nha. Đấy, buộc là phải đắp cái đường này. Đắp đây thẳng theo mẫu đẳng hay gì đó. Cái này nó nè, đắp cái này nó nè. Ông đắp mày sao bơm? Mấy bên đây ông bỏ mà ông đâu lấy mấy bên đây đâu. Ra vậy đó các bạn. Đấy, nãy giờ mình để cho em đắp ra được khúc để mình cho các bạn xem cái mẫu. Cái này cũng khá là khó đắp nha các bạn. Cái gì đó chứ khó đắp lắm. Tại cái đất ruộng đó, nó không phải dính như giống như đất thịt, lớp đất mặt ruộng nó bờ rời lắm. Không có chịu kết dính đâu. Thêm cái có nước nữa. Đấy, ngày qua vụ tới rồi thì sẽ làm là xong thì sẽ vụ tới thì sẽ để mà chặt đất trên mặt ruộng xuống lắp cái mương này lại.
đắp mép bên kia đắp trở lại. Tại vì mấy bên đây là cái mương nha, bên đây là cái mương lắp, xe cuốc nó không bò qua đây được. Đấy, chạy bên kia gió gào qua đây lấy đất. Cũng khoảng 7-8 tầm, 10 tầm gì nữa của cái bờ bên kia, và nó giáp mí với cái mấy miếng ruộng phía bên kia, có nghĩa là sẽ trắng ô cái trắng ao này nè các bạn, là riêng cái miếng ruộng này người ta bơm ra thôi. Đấy, trên đó thì có mấy người ở trên đó đó các bạn, là họ đang đi gian đó, đang đi gian những cái đoạn mà bị ngập á, ngập hơi hơi á, là không cần xe cuốc xử lý. Cái đó là họ đang dùng tay.
cuốc đắp xong cái bát này cái là nó sẽ nhảy qua bên kia. Từ đây ra nha các bạn, ngày chắc trong khoảng 20 phút nữa xong rồi. Quá trời nước lỉnh lãng luôn các bạn. Tới khúc cuối rồi đây các bạn, à ngập sức rồi. Đang đưa đất đi cho đủ góc đi, họ nó nhảy vừa bên đây là nó ốp cái khúc này lên đây. Wow, hơi thốn nha, hơi thốn nha. À, lúng thì chắc là không lúng đâu các bạn. Hơi mềm một tí thôi nhưng mà nó vẫn có chân.